Chào các bạn. Bạn ơi, hôm nay mình cùng các bạn sẽ cắm bách hoa các bạn nhé. Hôm nay mình cùng các bạn sẽ cắm hoa lan màu vàng các bạn ạ. Mình sẽ cắm bông hoa lan màu vàng đầu tiên vào bát hoa các bạn nhé. Đây là bông hoa lan màu vàng. Tiếp theo là bông hoa lan, cũng là hoa lan nhưng mà màu hồng các bạn ạ. Bông hoa này cũng rất là cao, lá màu xanh, lá dài. Mình sẽ tiếp tục cắm bông hoa màu hồng của bạn nhé. Mình sẽ cắm thêm bông hoa cúc màu đỏ các bạn ạ. Đây là bông hoa cúc màu đỏ. Bông hoa cúc rất là đẹp và to. Mình sẽ cắm thêm bông hoa hoa xanh các bạn nha. Bông hoa xanh này lá rất là dày, có 6 lá rồi. Trong bông hoa này có 6 lá hoa. Mình sẽ phối thêm bông hoa màu trắng.
mình sẽ cắm thêm hoa hồng màu vàng các bạn nhé. Hoa hồng màu hồng nhạt đấy. Mình tiếp tục cắm bông hoa lan màu tím. Sẽ cắm nhiều màu hoa trong bát hoa. Cùng mình sẽ cắm bông hoa màu xanh nữa các bạn nhé. Đây, có rất nhiều màu hoa trong cùng một bát hoa mà. Mình đã cắm xong bát hoa. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.